Đội hình bên này gồm trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng. Thầy Park sẽ vào sân sau các bạn ạ. Thầy Park đang ngồi xem rồi. Một bên cầm đầu là huấn luyện viên trợ lý Kim Hen Jun. Bên này vẫn là gồm anh Tuấn trợ lý săn sóc viên. Thầy Ly cũng không tham gia. Đội vàng gồm trợ lý Lê Huy Khoa cầm đầu. Bên đội mặc áo bít thì có trợ lý số 1 của thầy Park là ông huấn luyện viên Kim Han Jun. Thầy Park chưa vào sân. Ngồi trên băng ghế dự bị sẽ là cầu thủ Park Hang-seo. Cầu thủ Park Hang-seo ngồi trên băng ghế dự bị. Trận đấu đang diễn ra cân bằng. Có vẻ như là nhìn về tương quan lực lượng thì đội mặc áo bít sẽ ấn tượng hơn. Không biết là huấn luyện viên của cả hai đội này là ai cả. Một thủ môn Phủi lúc này đang được làm trợ lý cho thầy Park săn sóc viên các bạn. Vẫn là anh Tuấn Tuyên Quang. Không vào. Bây giờ là pha cầm bóng của tiền đạo Lê Huy Khoa. Một cái tên lừng lẫy trong giới phiên dịch tiếng Hàn. Như vậy là tỷ số đã được mở dành cho các cầu thủ mặc áo cam. Cầu thủ ghi bàn là thủ môn Tuấn Tuyên Quang của đội Việt Phương Đông của anh Lưu Danh Minh. Tỷ số được mở dành cho đội của huấn luyện viên Kim Han Jun. Người mà chúng ta chờ đợi nhất thì lại đang ngồi trên băng ghế dự bị. Buồn quá các bạn ạ. Thầy Park, huấn luyện cầu thủ Park Hang-seo đang ngồi trên băng ghế dự bị. Cầu thủ Lee Jang-jin ngày hôm nay cũng không ra sân. Hai cái tên mà chúng ta chờ đợi nhất thì lại không ra sân. Chút nữa thì tỷ số được nâng lên 2-0. Anh Lưu Danh Bình đá cũng không hiệu quả nữa. Một tình huống để bóng xuống đáy biên. Chút nữa thì tỷ số được nâng lên 2-0. Nhiều bạn đang hỏi là xem là cầu thủ Park Hang-seo đang ngồi đâu. Cầu thủ Park Hang-seo lúc này ngồi trên băng ghế dự bị. Đang phơi nắng giữa sân. Xin chào Âu Dương Quân. Âu Dương Quân không ra cổ vũ cho thầy Park à? Đội thầy Park đang thua 2-0 rồi. Tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho đội thầy Park. Tôi nghĩ là chắc là thầy Park phải đeo giày vào thôi. 2-0 nghiêng về phía đội không phải thầy Park. Các bạn đang hỏi là thầy Park đang tính là xem phải mua bao nhiêu cái pizza. Tôi tính ra phải tầm 70 người. 70 người phải tầm 20-25 cái pizza thầy Park này. Cầu thủ Park Hang-seo lúc này ngồi trên băng ghế dự bị. Cầu thủ Park vẫn quyết tâm chưa đeo giày. Và đội của thầy Park đang để thua 2-0 rồi. Trọng tài Nguyễn Đức Cảnh đã bẻ còi trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ mà chúng ta chờ đợi nhất lúc này thì vẫn chưa có ý định vào sân. Như vậy là tỷ số được rút ngắn xuống dành cho đội Blue, đội màu xanh. Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2. Bảy mươi người thì tôi nghĩ phải tầm độ 15-20 cái pizza. Nó vào tầm khoảng 5 triệu các bạn ạ. Các cầu thủ lúc này thì đang theo dõi các thầy đá bóng và để cùng chờ đợi xem là bên nào sẽ phải mua pizza cho mình ăn đây. Bây giờ thì tôi mới biết là cầu thủ Park Hang-seo làm gì trên băng ghế dự bị.
anh đang phơi giày. Cầu thủ mà bắt gôn bên phía đội Blue là anh Thọ Lắc. Tình huống phản công dành cho đội áo bít. Như vậy là tỷ số được nâng lên 3-1. Chúng ta nhìn thấy cầu thủ Park Hang-seo đang rất buồn ở trên băng ghế dự bị rồi. Cách duy nhất để cho đội bóng Blue có thể thay đổi thế trận bằng cách là tung con bài chiến lược Park Hang-seo vào sân, nhưng mà có vẻ là anh còn quyết tâm còn tháo cả giày ra rồi. Tôi nghĩ là chắc là bây giờ cầu thủ Park Hang-seo đang muốn xin trọng tài để vào sân thôi. Không vào. Và dứt điểm vừa rồi là của Lưu Danh Minh, trợ lý của thầy Park. Vừa rồi thì chúng tôi nhìn thấy thầy Park đã nhìn đồng hồ rồi. Chắc là thầy Park là muốn vào sân vào lúc nào đây? Trận này không diễn ra vui như trận trước. Trận này mang tính chất kèo nhiều hơn, nên là trận đấu có vẻ như diễn ra căng thẳng hơn. Ở lần trước chủ yếu là những tình huống biểu diễn mang tính tấu hài của nghệ sĩ Park Hang-seo thôi. Các bạn hãy kêu gọi xe để kêu gọi thầy Park vào sân đi. Thầy Park bây giờ đang đi bộ và lững thững về nhà rồi, ăn cơm với vợ rồi. Không muốn ăn pizza bây giờ. Cầu thủ Park Hang-seo lững thững đi về và không muốn bị thua kèo rồi. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía các cầu thủ áo cam. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.